dù cho nơi còn nhớ tình thơ thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn, du áo phong xưa anh vui tình duyên. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, cho đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phú vàng. Cho là đôi chưa vui đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Chào mừng toàn thể các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Cho em xin gửi lời chào mến thương đến toàn thể bác. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Nếu bác nào mà đang ngại sử dụng hay là chán sử dụng các sản phẩm âm ly, hát karaoke vì nó dễ gây rú rít này, hay là nó echo nó quá khô khan, và các bác ái ngại khi sử dụng tủ máy quá nhiều sản phẩm, thì ngày hôm nay em xin giới thiệu và review đến toàn thể bác một mẫu sản phẩm mà nó có thể nói là công nghệ một trong hai. Nó vừa có công suất mà vừa có vang echo thì mượt mà lại có chống ngú không sợ rú rít khi hát karaoke. Thứ hai nữa là nó sẽ nhỏ gọn cho các bác sử dụng, rất tiện lợi. Công nghệ thì là của công nghệ đời mới hiện nay, không sợ lỗi thời. Sản phẩm em muốn review giới thiệu toàn thể các bác ngày hôm nay đó là một mẫu sản phẩm của thương hiệu chính hãng và PS Audio với model mã hiệu là AK5000. Đây là một chiếc công suất liền vang, đó, một chiếc vang liền công suất. Đây, bên cạnh em đây là một mẫu sản phẩm mà em muốn review giới thiệu đến toàn thể bác ngày hôm nay. Đó, em sẽ quay gần lại cho các bác cùng xem nhé. Mặt trước của chiếc đẩy liền vang model AK5000 này thì có thiết kế màu đen sáng bóng và nhìn rất là sang trọng các bạn. Đó. Ở hai bên sẽ là núm volume của tinh chỉnh của mic này và nhạc này. Đó. Thiết kế thì tinh chỉnh bằng tô vít cho nên là các bác có thể rất dễ để nhận biết và rất dễ để chỉnh. Ở bên giữa sẽ có 3 đường cắm mic cho các bác có thể sử dụng vừa mic không dây hay là mic có dây. Đó. Rất tiện lợi, và một màn hình LED điện tử khá là to. Đó. Đây. Có lớp băng dính bảo vệ, lớp mi lông bảo vệ rất là sáng sạch này. Nhìn rất là sang trọng các bác nhé, ngoại hình. Đây là một sản phẩm chính hãng của PS Audio. Và đây sử dụng chip của DSP cho nên là echo rất là mượt mà và echo rất là tốt. Có delay, repeat và phần này sẽ là phần bass chung chép để chỉnh cho phần echo. Và có mic tone là sử dụng cho chỉnh chất âm của equalizer của mic và EQI của nhạc. Có tính năng bass xe cân bằng loa các bạn. Đó. Ok. Và bây giờ em sẽ quay mặt sau để xem mặt sau của em đẩy liền vang model AK5000 này nhá. Mặt sau của chiếc đẩy liền vang model AK5000 này sẽ có nước nguồn ở bên phải, và chiếc đẩy này sẽ sử dụng nguồn 220 các bác nhá, nguồn điện gia đình chúng ta bình thường. Và đây sẽ có đường output của sub tinh chỉnh volume và cắt chế độ. Tín hiệu vào thì rất là nhiều đường tín hiệu luôn. Sử dụng các tính năng hiện đại, sử dụng tính năng như cổng quang này, Bluetooth này, code này, BMG, DVD. Sử dụng các tính năng tín hiệu mà tất cả các TV hay là sản phẩm đời mới hiện đại nhất hiện nay. Sẽ có một cổng line ra cho các bác có thể line sang cục đẩy khác hay âm ly khác, rất là tiện lợi. Và đường ra loa, output ra loa sẽ có hai kiểu cắm. Một là Neutrik, hai là các bác có thể sử dụng jack kẹp. Đây là một mẫu sản phẩm mà các bác có thể tham khảo lựa chọn khi đi vào gia đình mà các bác không muốn sử dụng âm ly nữa này, hay mà ngại sử dụng nhiều thiết bị trong tủ. Thì đây là một sản phẩm đáng để mong đợi và đáng để lựa chọn cho dành cho các bác. Và bây giờ em sẽ đi vào test chất âm của sản phẩm này, gửi tới toàn thể bác cho các bác có thể đánh giá chi tiết hơn về sản phẩm đẩy liền vang này nhé.
mời các bác lắng nghe một bản karaoke với con AK500 này kết hợp với đôi loa DK và một chiếc mic DK cảng S300. Đôi lòng lòng chiều vương nhớ ai, biển xanh băng xanh người đi sao đành, để trong giấc mơ hồn em vẫn anh đôi bao giờ. Ngày nào tình ta trong